xích thủ mới à. Anh co cái anh thả luôn. Rồi. Siêu ấy, co cái thả luôn. Wow. Không gian rất đẹp. Thả luôn, rồi. Anh bám cái co tay, rồi co tay phải thả luôn. Đấy, co cái thả luôn. Co cái thả luôn. Rồi, tiếp. Co thả luôn. Đấy. Tiếp thả ra ngoài, thả ra ngoài. Đấy, co cái thả luôn thì nó mới đu được. Rồi. Ok, rất tốt. Very good. Hôm nay chính thức lên hình tối về xem TV. Wow. Dượt đấy à. 1 phút rồi đấy. Cố lên. Anh đu lâu chưa? Wow. Tốt. Rồi. Những quả lắc vặt eo này. Ôi bé ơi, dịch ra bé. Ôi, đang đu sướng. Rồi, cố lên. Nếu các chú ra bé phải chạy ra tránh nhá. Một phút rưỡi đấy. Ra phê. Rồi. À, bốn vòng nữa. Ê, kinh nhờ. Được đấy. Anh có tập xà xích bên kia không? Hiện tại anh đang mất một dép. Gọi là đu mất dép. Người ta đu mất găng nhưng mình đu mất dép. Wow. 2 phút. Wow, được. Đây đến được anh Nguyễn Sơn. 2 phút. Anh Sơn anh phần đầu 4 phút nhá. Dạo này đi chơi nhưng mà lan tỏa được vợ ra tập thế là kinh đấy. Đấy, buổi sáng giờ đông nhỉ, đông hơn cả buổi chiều. Chiều này là tối nhanh. Ngày hôm nay thứ 6 nhá. Chiều mà 4 giờ thì có khi lại nắng chang chang, không ai đi được, một là làm ăn, hai là nắng. Nhưng đến 6 giờ đã bắt đầu tối rồi, nên ra là nhiều khi này. Có như hôm nay đâu vậy? Ben. Ben. Cái sơn này đu rất ổn định. Đu đều. Đều mà không đu nhiều. Mà sáng nào không đu. Không đu nhiều. Hai lượt xong. Chiều nó bôm ra, chen lấn lên cho ưu tiên phát đu đúng phát. Hôm kia có hay đu không? Hôm kia có hay đu không? Vừa xong. Hôm nào nhỉ? Đấy, à, Tráng vừa đu xong vừa xuống đi xe máy. Rời dép á? Vâng. Nó Tráng đâu, nó Tráng đâu. Vừa đi xe máy đi rồi. À không, gần như là gặp lần đầu tiên. Ừ. Chào anh. Nên hình đấy à? Xa xa là anh chiếc quý của anh đang khởi động nè. Một trong những xích thủ đầu đu đủ. Về anh Sơn ơi. Hẹn gặp lại sáng mai nhá.
3 phút rồi đấy, cố lên. Hiện tại anh đã đu được 3 phút. 3 phút rưỡi. Ừ. Sáng nào cũng đu mà còn dậy cả em Vân mà đu này. Đây là huấn luyện viên của Nguyễn Y Vân. Mình chỉ chém gió cho vui mà. Chém gió à, ui giời. Co mạnh tay lên, co lên thả ra. Thế chết đấy không? Đấy. À, rất là vui tính đúng không? Không có thằng này chính là hơi buồn đấy. Nhưng mà cũng chỉ được ít thôi, sức khỏe kém lắm. 2 phút rồi anh? Sao không được. Nếu em nhớ không nhầm, cách đây tháng anh còn chưa đu được đúng không? Ừ, anh mới mà. Anh phải thay đôi. Đây đôi hiện tại đi. Đi cái găng đỏ hoặc là đi tay không. Đây, hiện tại anh em đang lan tỏa rất là nhiều các cụ ra tập. Anh chưa đi trực tiếp. Không ạ, em quay. À, quay thôi. Tí về em đăng lên rồi. Kênh YouTube. Không gian đẹp như sân gôn. Trong cái chuối à? Thôi, một rút tay thì không trồng. Thôi, mệt rồi. Con quay.